Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau bài học của ngày 12 tháng 1 năm 2023. Bài học này được đăng ở trên trang web của Tổng Hội Thánh Tinh Lành Việt Nam. Bây giờ chúng ta cùng xem với cái đề tài đó là khi vua làm bạn với thế gian. Chúng ta cùng đọc phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học hôm nay, đó là Sử Ký Nhì đoạn 18 câu 1 đến câu 3. Giô-sa-phát đã được nhiều của cải và sự vinh hiển, bèn kết xuôi gia cùng A-háp. Cách một vài năm, người đi xuống A-háp tại Sa-ma-ri. A-háp giết nhiều chiên bò ăn mừng Giô-sa-phát và dân sự theo người, rồi khuyên người đi lên hãm đánh Ra-mốt tại Ga-la-át. A-háp vua Y-sơ-ra-ên nói với Giô-sa-phát vua Giu-đa rằng: vua muốn đến cùng tôi hãm đánh Ra-mốt tại Ga-la-át chăng? Người đáp: tôi cũng như vua, dân sự tôi cũng như dân sự vua, tôi sẽ cùng vua đi chinh chiến. Chúng ta cùng đọc phần bài học mà các đầy tớ của Chúa đã soạn. Câu gốc là ở trong Gia-cơ đoạn 4 câu 4: hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Gia-cơ đoạn 4 câu 4. Câu hỏi suy gẫm: khi được giàu có, vua Giô-sa-phát đã làm gì? Vua đã nghe theo lời vua A-háp ra sao? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học này? Khi vua Giô-sa-phát đã được nhiều của cải và sự vinh hiển, bèn kết xuôi gia cùng A-háp. Đây là lần thứ hai sách Sử Ký nhắc đến sự giàu có và vinh hiển của vua Giô-sa-phát, ở trong Sử Ký Nhì đoạn 17 câu 5. Hàm ý, vua đã được Chúa ban cho mọi sự, nhưng không tiếp tục nhờ cậy Ngài mà lại kết xuôi gia với một vua Israel gian ác, thờ hình tượng, ở trong Các Vua Nhất đoạn 16 câu 9 đến câu 33. Các vua thời xưa thường kết xuôi gia để liên minh quân sự và hợp tác kinh tế. Vua Giô-sa-phát không cần phải làm như vậy, vì đã được Chúa khiến cho các nước lân bang chẳng dám xâm chiếm và ngày càng cường đại cho đến tột bậc. Như bài học ngày hôm qua chúng ta có học ở trong Sử Ký Nhì đoạn 17 câu 10 đến câu 12. Để củng cố liên minh và hòa bình giữa hai vương quốc Israel và Giu-đa sau 50 năm thù nghịch, vua Giô-sa-phát đến thăm vua A-háp tại Sa-ma-ri. Vua A-háp thiết đãi trọng thể và khuyên vua Giô-sa-phát cùng lên tấn công chiếm lại Ra-mốt tại Ga-la-át, là một thành của Israel đã rơi vào tay người Syria. Động từ khuyên ở đây có nghĩa là xúi dục hay là xúi khiến. Động từ này thường được dùng ở trong Kinh Thánh để nói về việc xúi dục làm điều gian ác, như ở trong Phục Truyền đoạn 13 câu 6, dục người khác thờ hình tượng. Khi liên minh với kẻ ác, vua Giô-sa-phát bị lôi kéo làm theo điều kẻ ác làm. Vua đã trả lời: tôi sẽ cùng vua đi chinh chiến, như ở trong câu 3. Hậu quả là vua đánh mất hòa bình, phải dấn thân vào chiến trận. Thay vì được bảo đảm thêm nhiều hòa bình và thịnh vượng, vua lại có nguy cơ mất hết những điều này và còn suýt mất mạng. Nếu chúng ta đọc ở trong Sử Ký Nhì đoạn 18 câu 31 chúng ta sẽ thấy. Vì kết bạn với vua A-háp và sau này vua Giô-sa-phát đã bị nhà tiên kiến Giê-hu ở trách đã giúp kẻ ác, thương kẻ giết Chúa. Sử Ký Nhì đoạn 19 câu 2. Ông Gia-cơ cũng dạy rằng ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Gia-cơ đoạn 4 câu 4b. Làm bạn với thế gian không có nghĩa là giao thiệp với người không có Chúa, mà là sống theo đường lối của thế gian, làm theo tinh thần của những người chống đối Chúa. Một khi đã chọn đi vào con dốc của thế gian, ham muốn những điều thế gian ham muốn để được những lợi ích do thế gian mang lại, thì sẽ không tránh khỏi bị trượt dốc, xuống mãi cho đến tận đáy của sự bại hoại, trở nên kẻ nghịch thù cùng Chúa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta có đủ can đảm và khôn ngoan để dứt khoát từ chối với những xúi dục của thế gian. Cơ đốc nhân phải sống cho người ta thấy Chúa trong đời sống của mình, chứ không phải sống giống với thế gian. Cái câu hỏi này một chút nữa mình sẽ quay trở lại của chú anh chị em nha. Bây giờ thì lại cùng với cô chú anh chị em mình soi mình ở trong gương ha, mình cùng soi gương nha. Đó là phần Kinh Thánh trong Sử Ký Nhì đoạn 18 câu 1 câu 3. Chúng ta học ở ngày hôm qua thì chúng ta biết rằng ông Giô-sa-phát đã có một cái việc rất là tốt, là ông đã tham thích lời của Chúa, và ông đã làm theo lời của Chúa, và đồng thời ông đem lời của Chúa đến với dân sự của mình. Và nhờ vào cái việc đó mà Đức Chúa Trời đã cho ông hòa bình tứ phía, có nghĩa là không có một cái vương quốc nào xung quanh lại chinh chiến với ông. Và chúng ta cũng biết rằng Chúa ban cho ông đầy đủ về phương diện tổ chức, về phương diện danh dự hay là cái uy tín của mình, cũng như là về phương diện vật chất, ông có đầy đủ hết. Có những người ở dưới sự cai trị của ông thì có những người tướng giỏi, những người sẵn sàng làm công việc, hỗ trợ cho ông làm những công việc rất tốt. Thì đó chính là một cái chiến thắng của cuộc đời Giô-sa-phát ở trong cuộc sống tin kính Chúa của ông. Nhưng mà rồi ở trong cái phần mà chúng ta học ngày hôm nay, đó là sự thất bại của chúng anh chị em. Một sự thất bại. Chúng ta nhớ rằng dân Israel đã thắng một cách vẻ vang ở tại thành Jericho mà họ không có cần phải làm gì hết, họ chỉ cần vâng lời Chúa. Nhưng rồi họ đã thất bại ở một cái thành Ahi rất là nhỏ bé, bởi vì họ kiêu ngạo, họ không tiếp tục nhờ cậy nơi Chúa mà họ chỉ cậy vào cái sức mạnh của chính mình, cho nên họ thất bại. Ở đây chúng ta thấy Giô-sa-phát, ông được nhiều của cải và sự vinh hiển, rồi ông làm gì? Ông kết xuôi gia cùng A-háp. Ở đây chúng ta thấy một điều, nếu chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy A-háp là một vị vua rất gian ác. Nghe lời Giê-sa-bên, A-háp đã sẵn sàng giết những tiên tri của Chúa. Những tiên tri thật của Chúa thì ông giết, nhưng mà ông lại trọng dụng những tiên tri của ba anh Át-tạc-tê, thờ hình tượng. Và đâu phải Giô-sa-phát không biết A-háp là người như vậy. Lẽ ra biết A-háp là người như vậy thì Giô-sa-phát đã không thể nào mà đi kết xuôi gia được. Nhưng mà đằng này ông Giô-sa-phát biết rõ nhưng ông vẫn đi kết xuôi gia. Vì ông suy tính gì? Ông suy tính bây giờ mình kết xuôi gia với vua A-háp thì mình sẽ có thêm đồng minh, mình sẽ tăng thêm cái sức mạnh về quân sự, về kinh tế chẳng hạn. Ở chỗ này chúng ta sẽ học được bài học của chúng ta. Đôi khi chúng ta chỉ nhìn sự việc bằng con mắt thuộc thể của mình, giống như Lót vậy, nhướng mắt lên thấy cánh đồng trù phú thích hợp cho việc ông sẽ ở đó để được thịnh vượng, vì cớ ông có thể trang bày gia súc, ông có thể kinh doanh buôn bán thịnh vượng lắm, vì có những cái thị trấn lớn ở Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Nhưng rồi chính cái sự chọn lựa theo mắt nhìn đó mà ông đã thất bại, để rồi Chúa phải giải cứu ông ra khỏi cái xứ đó. Và vợ của ông vì tiếc của cải nhìn lại đã biến thành tượng muối. Giô-sa-phát biết rõ A-háp là một người vua gian ác, nhưng vẫn sẵn sàng kết xuôi gia vì cớ nhìn theo con mắt tính lợi lộc ở đời. Chúng ta đôi khi y như vua Giô-sa-phát vậy. Đôi khi chúng ta đưa lên bàn cân, nếu như tôi làm việc này với cái anh A này, ảnh tin Chúa thì tốt thiệt, nhưng mà ảnh không có vốn. Ảnh tin Chúa thì tốt thiệt, nhưng mà nếu mà làm với ảnh thì thế nào cũng khó khăn, bởi vì cái cách làm của ảnh cũng giống như tôi thôi. Cũng kính sợ Chúa làm mà đôi khi không có làm được những việc mà Chúa không cho làm. Có những người suy nghĩ như vậy đó. Bởi vì sao? Có những người suy tính như vậy và bắt đầu liên minh hay là kết hợp với những người ngoài để làm chi? Để những cái việc hối lộ, những cái việc tiếp khách, những cái việc mà làm không đúng Kinh Thánh để cho người kia làm. Bởi vì sao? Bởi vì anh kia làm chứ không phải tôi. Nhưng mà quên đi một điều, khi chúng ta liên minh, khi chúng ta kết ước, kết hợp làm việc với nhau thì đó cũng chính là chúng ta làm. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta không có giống như Giô-sa-phát nhìn thấy cái lợi trước mắt. Nhưng lúc này có thể Giô-sa-phát ở một cái vị trí kiêu ngạo lắm. Vì sao? Vì ông có đầy đủ hết mọi cái rồi. Tiền tài, danh vọng, địa vị, sự bình an, tứ bề, có đủ hết mà chúng ta học ngày hôm qua. Được Chúa ban phước rất là nhiều, nhưng lại không tiếp tục kính sợ Chúa. Lại thỏa mãn, lại kiêu ngạo với cái mình đang có chăng. Lại nghĩ rằng bây giờ mình chỉ cần củng cố thêm bằng hữu, thêm lực lượng nữa là mình tốt lắm, không cần gì hết. Và ông đã đi kết xuôi gia với A-háp. Tại sao ngày hôm nay các đầy tớ của Chúa luôn dạy con dân của Chúa là khi lập gia đình phải lập gia đình với những người ở trong Chúa, Bởi vì lời của Chúa đã dạy, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Không kết xuôi gia, không làm xuôi, không lập gia đình với người ngoài. Đương nhiên có nhiều người nói lập gia đình với người ngoại là cái cơ hội để tôi làm chứng cho người ngoại chứ. Tôi làm chứng cho ông xui, bà xui, tôi làm chứng cho rể, dâu của tôi. Đó là điều mà có thể tốt, nhưng mà hãy làm chứng trước đi. Rồi khi họ tin Chúa rồi thì chúng ta sẽ kết xuôi gia. Còn nếu như họ chưa tin Chúa thì khi chưa cưới mà họ còn không tin Chúa, thì họ còn không thấy vấn đề, thì đến khi mà đã rồi thì rất là khó. Đương nhiên ở đây là chỉ nói về phương diện chung chung, chứ không nói những trường hợp đặc biệt là có khi kết hôn xong rồi thì người vợ người chồng tin Chúa thật là tốt. Cái đó là việc Chúa làm. Nhưng để tránh cái trường hợp đó, chúng ta phải thấy rằng cái điều gì mà tựa như điều ác thì mình tránh đi. Cho nên cái sự già với kẻ ác hay là người còn ở trong thế gian, người chưa biết Chúa là một điều rất nguy hiểm của Chúa anh chị em. Rất nguy hiểm. Nhưng hiện nay đây là vấn đề đau đớn của người cha, người mẹ đó. Bởi vì khi mà có con thì lo lắm, nó sẽ đi ra bên ngoài và nó sẽ quen với người ngoài. Hãy hướng con mình đến việc phải lập gia đình với người biết Chúa, tin Chúa, yêu mến Chúa, để đồng đức tin ở trong cuộc sống. Và chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin cũng không có dừng lại ở cái chuyện lập gia đình, mà còn ở trong công việc nữa. Có thể là chúng ta vẫn làm việc với người ngoại chứ, bởi vì trong cái cuộc sống này chúng ta đâu phải chỉ có người có Chúa ở trong cuộc sống này không, còn có người ngoại chứ, chúng ta phải làm việc với họ. Có những nguyên tắc ở trong công việc làm phải giữ, phải tuân thủ theo luật của luật pháp, phải tuân thủ theo luật cư xử của con người với nhau. Nhưng trên hết, chúng ta là những người có Chúa thì tuân thủ luật của Chúa nữa. Cho nên làm việc với người chưa có Chúa được quyền làm việc, nhưng trong đó phải giữ đúng cái điều mà Chúa dạy, giữ đúng với Kinh Thánh. Còn cái mang ách chung có nghĩa là gì? Là mình đã đồng với họ, cùng với họ làm sai rồi. Mang chung một cái ách, đó chính là đã làm sai rồi. Cho nên chúng ta phải phân định một cách rõ ràng ở chỗ này. Chứ nếu nói rằng tôi ngày hôm nay tôi chỉ làm việc với người tin lành thôi, thì chúng ta cũng không thể nào đi ra chợ chúng ta mua rau, mua củ, mua quả, mua thức ăn được, bởi vì người ngoài chợ không biết Chúa. Mà tìm người có Chúa thì đó có khi chúng ta phải đi qua bên cái quận khác chúng ta mới gặp được anh em mình trong Chúa mà bán đồ ăn vậy. Không lẽ mỗi món mình phải chạy đi như vậy? Rất là khó của chúng em. Nhưng ở đây muốn nói đến cái việc đó là kết xuôi gia, kết tình thân, kết giao hảo và cùng bắt tay nhau để làm. Chúng ta đọc tiếp chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Sau khi kết xuôi gia rồi thì vài năm sau bắt đầu đi thăm ông A-háp, đi xuống xứ Sa-ma-ri, đi đến nơi mà người ta thờ hình tượng, đi đến nơi mà không nên đi. Chúng ta thấy hành động ở đây đó là ông đã bắt đầu đi xuống, ông đã bắt đầu đi xuống A-háp ở Sa-ma-ri. Cái chữ xuống rất là hay, điều đó cho thấy rằng đã hạ xuống rồi. Trên phương diện thuộc linh cũng vậy. Đôi khi mình đang ở cái thế thắng, mình đang ở cái chỗ mà được Chúa ban phước, thì tự nhiên mình lại tự động rời bỏ cái vị trí đó mà lại tuột dốc hay là đi xuống. Trong bài học các đầy tớ của Chúa đã cho chúng ta một cái hình ảnh rất là hay, là người nào mà kết thân với thế gian hay là bị đồng hóa với thế gian, hay là cùng kết hợp để làm việc chung với thế gian, hay là sống như người thế gian, thì là giống như là đi vào một cái con dốc. Một con dốc đó là con dốc đi xuống, nó tuột và không có cái gì để kìm lại được, nó tuột xuống dưới luôn. Nếu chúng ta nhớ ông Samson cũng vậy, ông đi xuống và cuối cùng ông đã thất bại. Ở đây chúng ta có một vị vua Giô-sa-phát là một người đang ở đỉnh vinh quang của chiến thắng, đang ở đỉnh vinh quang của đức tin nhờ cậy nơi Chúa, thì bây giờ đã kết thông gia, kết xuôi gia với một vị vua gian ác, và bây giờ lại đi xuống và đến thăm cái vị vua gian ác đó, đi vào nơi mà người ta thờ hình tượng đó, rời bỏ cái vị trí của mình. Rồi đến đó thì được tiếp đãi nồng hậu lắm. A-háp giết nhiều chim bò ăn mừng ông Giô-sa-phát và những dân sự đi theo ông nữa. nhiều khi mình đi đó, mình còn kéo theo dân sự, kéo theo anh em đi nữa, rủ rê người khác đi nữa, bỏ nhóm cũng rủ rê nữa. Tôi không có nhóm ở đó nữa, tôi cái ban ngành đó tôi không đi nữa, ở đó không có tình yêu thương. Đi qua đây, đi với tôi, đi qua chỗ này là tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Bỏ cái nhà thờ đi, đi qua bên chỗ này tốt lắm, tốt lắm. Mình đi mà mình còn kéo theo những người khác nữa đi xuống. Và ai ăn mừng? A-háp, người thuộc về tội lỗi, người thuộc về thế gian, người thuộc về hình tượng, người thuộc về sự xấu xa, đang sẵn sàng mở tiệc ăn mừng chào đón tất cả chúng ta nếu chúng ta bỏ Chúa đi xuống. Xin Chúa thương xót để chúng ta tránh được cái bẫy này. Hãy cẩn thận ở trong cuộc sống của chúng ta. Đôi khi chúng ta đi xuống mà mình không biết. Mình cho rằng đó là mối quan hệ bình thường, cho rằng tôi ngồi chung với họ miễn tôi không có uống rượu là được rồi. Nhưng mà rồi sao? Rồi họ nói khích, họ nói thế này kia, nhấp môi thôi. Và bắt đầu đâu đó mình đã bắt đầu từ từ mình giống như họ nào không hay. Ông A-háp xuống, ông A-háp đã giết nhiều chim bò ăn mừng Giô-sa-phát và dân sự đi theo nữa. Mình ngã rồi mà mình còn kéo theo nhiều người nữa. Rồi bắt đầu sau cái tiệc tùng đó, sau đó thì bắt đầu mới có một cái lời dụ dỗ. Dụ dỗ, cái lời khuyên ở đây là cái lời dụ dỗ hay là cám dỗ đó. Chúng ta thấy ha, đó là gì? Đi đánh Ra-mốt tại Ga-la-át. Nói với Giô-sa-phát như thế này: Vua muốn đến cùng tôi hãm đánh Ra-mốt tại Ga-la-át chăng? Kích vô. Có thể ở đây Kinh Thánh ghi như vậy, nhưng mà mình hiểu chuyện đó là nghĩa là trong cái cuộc vui đó, trong cái cuộc nói chuyện đó, thì có lẽ A-háp nói với Giô-sa-phát rằng: ồ, vua giỏi quá, vua có cái tài trí thông minh quá, vua lãnh đạo đất nước mình hay quá, cho nên đến nỗi bình an rồi thịnh vượng như vậy. Nhưng mà không hề nói đến Chúa, mà chỉ nói đến tài năng, nói đến sự khôn khéo. Và Giô-sa-phát cảm thấy: ồ, thích quá, hôm nay có người công nhận mình rồi, có người thấy tài năng của mình rồi. Quên Chúa luôn. Chúng ta đôi khi cũng vậy, chúng ta giao hảo và người ta bắt đầu tung hô: ồ, anh học Kinh Thánh hay quá, tôi thấy anh được ơn, tôi thấy thế này thế kia. Và bắt đầu mình đã thấy mình mà không thấy Chúa. Cho nên chỉ cần sau đó họ đề nghị mình làm một cái việc, bây giờ tôi đang được người ta nâng tôi, đẩy tôi lên đến tận mây xanh mà, thì bây giờ chỉ đề nghị có một chút xíu, không lẽ tôi là cái người giỏi vậy tôi không làm, không lẽ tôi là cái người mà người ta đang nhìn thấy tôi giỏi như vậy mà bây giờ họ nhờ có một chút chuyện không làm sao? Sa-tan nó rất là ghê gớm, bởi vì nó là chúa của sự lừa dối. Nó sẽ đưa chúng ta lên và đưa chúng ta đến cái chỗ mà gần như là không từ chối được với cái cám dỗ. Và vua Giô-sa-phát đã nói ngay lúc đó luôn. Người đáp: tôi cũng như vua, dân sự tôi cũng như dân sự vua, tôi sẽ cùng vua đi chinh chiến. Đồng hóa mình với thế gian, đồng hóa mình với con người đầy tội lỗi. Không cần biết rằng ồ, tôi phải cầu nguyện với Chúa. Thứ nhất, ông ta đang ở trong Sa-ma-ri, lúc bấy giờ là nơi đầy những hình tượng, lúc bấy giờ là nơi không còn tiên tri, lúc bấy giờ là chỉ có tiên tri của Ba Anh và Ác Tạc Tê. Rồi ở nơi đó là vua đã đến và kết thân với A-háp. Như vậy thì lúc này vua đang ở xa Chúa, đang ở xa Chúa, ở trong một cái vị trí xa cách Chúa mà còn ở trong sự kiêu ngạo của mình nữa. Và khi chỉ cần với một cái lời đề nghị của một người tội lỗi thì vua sẽ nhận lời liền. Khi chúng ta xa Chúa, khi chúng ta không ở trong sự diện của Chúa, khi chúng ta ở trong sự khen ngợi để trở nên sự kiêu ngạo thì dễ lắm chúng ta sẽ thất bại ngay tức khắc với một lời cám dỗ, một lời đề nghị. Tôi cũng như anh rồi, đồng hóa rồi. Tôi cũng như vua ở đây chính là đồng hóa mình với lại vua gian ác rồi. Thay vì nói rằng tôi có Đức Chúa Trời, tôi phải hỏi Đức Chúa Trời, tôi phải nhờ những tiên tri để cầu nguyện hỏi ý kiến của Đức Chúa Trời rồi tôi mới nói với anh được, bởi vì tôi khác anh. Anh thờ những tà thần Ba Anh Áp Tạc Tê, anh không có tiên tri của Đức Chúa Trời, nhưng tôi có. Tôi phải hỏi Chúa của tôi khác anh, đó mới đúng. Chúng ta phải nói với những người khác rằng chuyện này tôi phải cầu nguyện, bởi vì tôi là người tin cậy nơi Đức Chúa Trời, cho nên tôi phải cầu nguyện với Chúa của tôi không trả lời anh liền. Nhưng không, ở trong sự kiêu ngạo của mình và ở tại cái nơi không có Chúa, trả lời ngay tiếng khác rằng tôi cũng như anh đó, đồng ý chúng ta sẽ cùng làm. Mà còn nói gì nữa, dân sự của tôi cũng như dân sự của anh đó, của vua đó. Ồ, lính của tôi hả, những tướng hùng binh giỏi của tôi, của vua đó, tôi kêu cái là họ đi đánh với vua, họ đi cùng với vua. Quên rằng ở trong quân đội của mình có người yêu mến Chúa và đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va cách đặc biệt, rồi họ là những người tướng giỏi nhưng họ để phục vụ công việc nhà của Chúa. Khi bắt đầu đồng ý như vậy thì chúng ta đem những cái gì mà lẽ ra chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta lại đem cống hiến cho đời. Ồ, hát hay lắm, tự nhiên có một người rủ bây giờ chúng ta cùng đi hát những cái show diễn, showbiz. Ở đầu tiên thì hát cũng bình thường, cũng thờ phượng Chúa, nhưng mà rồi đi theo showbiz và ngã luôn. Rất là nhiều ca sĩ, những người yêu mến Chúa đã ngã trong cái con đường gọi là danh vọng của những người đi theo showbiz, những người đi theo phương diện gọi là làng giải trí đó. Đã có điều đó xảy ra rồi. Rồi cô chú anh chị em cũng vậy, chúng ta kinh doanh bất cứ ở trong lĩnh vực nào, với một lời đề nghị chúng ta sẵn sàng đem tài năng của chúng ta mà lẽ ra chúng ta dâng vào trong nhà của Chúa, chúng ta làm công việc của Chúa, đem những cái mà Chúa cho chúng ta, thay vì phục vụ Chúa, hầu việc Chúa, thì bây giờ lại cống hiến cho đời, đồng hóa với đời và sẵn sàng đem tất cả những gì chúng ta có, ngay cả anh em, bà con, hay là ngay cả những con chiên ở trong bầy mà Chúa giao chúng ta, để cống hiến cho đời, để phục vụ cho đời. Có nhiều người ở những vị trí được hầu việc Chúa nhưng lẽ ra vẫn tiếp tục hầu việc Chúa, trung tín với Chúa, thì bây giờ lại vì cớ gì đó đã bán đứng cái vị trí của mình, dành cái vị trí của mình, cái nơi mà Chúa đặt để hầu việc Chúa, lại trở thành một cái công cụ phục vụ cho những người khác. Tôi sẽ cùng vua đi chinh chiến. Có nghĩa là gì? Tôi cùng với dân sự của tôi, cùng với những người của tôi sẽ đi cùng với vua. Một cái quyết định hết sức là thất bại của chúng anh chị em. Và nếu như mình quay lại cái phần bài học, mình sẽ thấy các đầy tớ của Chúa đã phân tích rất là rõ ràng. Đó là gì? Ông đã đi vào cái sự thất bại và ông đã sao? Thay vì được bảo đảm thêm nhiều hòa bình và thịnh vượng, vua lại có nguy cơ mất hết những điều này và suýt mất mạng. Suýt bị mất mạng. Mình đọc ở trong Sử Ký Nhì, đoạn 18 câu 31 mình sẽ thấy. Rồi có một cái điểm mà chúng ta thấy rằng ông đã bị nhà tiên kiến Giê-hu quở trách, đã giúp kẻ ác, thương kẻ ghét Chúa. Như vậy thì rõ ràng cái hành động, cái thân với một người không có Chúa, rồi đem tất cả những gì mình có để phục vụ cho cái sai trật đó, thì rõ ràng một cái hậu quả rất lớn và người đó sẽ phải chịu. Cô chú anh chị em, mong rằng chúng ta soi mình ở trong gương và chúng ta thấy chúng ta ở trong đó rất nguy hiểm, để chúng ta cẩn thận và xin Chúa cho chúng ta khi thấy mình rồi như vậy rồi thì phải thay đổi, chỉnh sửa lại. Câu hỏi mà chúng ta suy gẫm ở trong bài học đó là gì? Bạn có thấy mình đang làm bạn với thế gian không? Nếu có, bạn cần thay đổi những gì? Là bạn ở đây như hồi nãy ở trên bài học có nói, cũng như là chúng ta cũng đã phân tích. Là bạn ở đây không có nghĩa là mình làm việc chung với họ, mình giao thiệp với họ, hay là mình nói chuyện với họ. Ở đây là có ghi được đây là làm bạn với thế gian, không có nghĩa là giao thiệp với người không có Chúa, nhưng mà là sống theo đường lối của thế gian, làm theo tinh thần của những người chống đối Chúa, như là tuột ở trên một cái con dốc vậy. Vậy thì chúng ta hay là cô chú anh chị em có thấy, Lợi cũng vậy, cô chú anh chị em cũng vậy, có thấy rằng mình đang làm bạn với thế gian, có nghĩa là mình đang làm theo con đường lối của thế gian hay không? Mình vẫn có thể sống ở giữa thế gian, vẫn mua đồ ăn, vẫn có thể nói với họ, nhưng mà thông qua cái mối quan hệ đó mình bày tỏ Chúa cho họ, chứ không phải mình làm theo những gì họ làm. Nếu có, Lợi và cô chú anh chị em cần thay đổi những gì? Quyết định. Bây giờ soi mình ở trong gương đã thấy mình rồi, thấy mình có cái chỗ này sai, cái chỗ này có vết đây. Bây giờ xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thay đổi, và có thể lắm chúng ta có rất là nhiều cái vết như vậy. Xin Chúa giúp để chúng ta thấy được cái chỗ đó cần thay đổi, cái chỗ này cần phải thay đổi, cái chỗ kia cần phải thay đổi, và cầu nguyện để xin Chúa thay đổi. Bây giờ chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con biết nói không với những xúi dục và cám dỗ của thế gian, sống thỏa lòng với những gì mà Ngài đã ban cho con, để con không trở nên kẻ thù nghịch Chúa. Chúa ơi, trong cuộc sống, con cùng với cô chú anh chị em con có rất là nhiều cái mối quan hệ trong công việc, trong mọi sự, và dễ lắm chúng con sẽ kết thân, chúng con sẽ giao hảo, và chúng con sẽ trở thành người đi theo đường lối của thế gian. Chúa ơi, xin chỉ cho chúng con, xin giúp chúng con. Xin Chúa Thánh Linh ở cùng, chỉ dạy chúng con mọi điều, nhắc cho chúng con nhớ mọi sự, và ban linh lực để chúng con có thể làm theo lời của Chúa. Con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.